đặc biệt là cái thùng kính container, còn chiếc váy còn lại là 30. Nó bị khó chịu bên tài chính Charlie là nó đứng tung cho nên nó hơi ồn xíu các bạn. Công ty mình đóng cho như thế này. MX2 này thì nó có nhiều loại lắm, giống như cái dòng đông khe như là Jack A5. Mở ra rất là đậm luôn các bạn, kính chỉnh điện rồi luôn ha. Sấy gương dài là hơn 1m8 được. Cái logo này là của Pháp này, lăn bánh chưa có tới 930 nữa đó bạn. Ok, xin chào bạn, rất vui khi bạn quay trở lại và xem những cái video giới thiệu xe của mình. Ngày hôm nay bạn, mình có một chiếc xe phao là tải nó là 7 tấn 7, thùng là 8x2 và đây là đặc biệt cái thùng kính container nha các bạn. Đây vậy, thùng bề dài lọt lòng là 8x2 50, bề ngang hay là 2m3 50 và cao là 2m3 50 luôn các bạn. Đây là thùng kính container dạng mở 6 cửa hông. Ok, đây bạn, xe tải phao của công ty Giải Phóng các bạn. Đây, đầu tiên thì mình quay cho các bạn xem cái giá xe này trước ha. Đây các bạn ha, giá xe và những cái thông số kỹ thuật các bạn. Tải cái này là được 7 tấn 7 đó. Máy sử dụng máy quay chai 4.088cc. Giá niêm yết của nó là 895 triệu các bạn. Còn bộ chi phí còn lại là 33.700.000 các bạn. Lăn bánh luôn là 903 là đẹp rồi. 928.700.000 lăn bánh tại Bình Dương các bạn. Còn những cái chi phí mà hỗ trợ bên phần ngân hàng đây các bạn. Đây, ngân hàng sẽ cho bạn quay được tổng khoảng 70% ha. Đây các bạn, cái phần lãi suất mình có ghi dưới đây ha. Đây, lãi suất ha. Lãi suất với là cái tiền mà các bạn trả tháng đầu tiên đó. Đây, các bạn quay 5 năm mình trả tháng đầu tiên là 15 triệu đó. Đây là mức vay tiêu chuẩn 70% thôi nha các bạn. Còn mà cái dù các bạn công ty mà các bạn có cái tài chính thu nhập tốt hơn á thì ngân hàng nó sẽ cho các bạn hỗ trợ cao hơn. Thậm chí là 80%. Nếu mà các bạn quay qua Charlie á thì vay có thể được là 90% luôn các bạn. Này. Tại công ty mình có liên kết với bên Charlie á cho nên các bạn quay khá là ok bên đó. Tuy nhiên một cái đặc điểm hay bị khó chịu ở bên tài chính Charlie là nó đứng tên cái xe của mình luôn các bạn. Nó cho thuê tài chính thôi, còn cái xe là nó lên tên. Rồi bạn quay xong rồi nó tự chủ động nó sang tên lại cho các bạn. 37 tấn 7, thùng kính container, máy quay chai. Trong kia cái xương thùng cho nên nó hơi ồn xíu các bạn. Quay tổng quay chiếc xe này ha. Rồi các công ty mà chở hàng móc xốp hàng nhẹ đó mua cái chiếc này rất là nhiều. Thùng kính nó đóng sẵn ở ngoài nhà máy luôn. Như vậy là thùng công ty mình đóng. Còn cái dạng mà thùng công ty mình đóng đây là cái thùng mua bạc đó, công ty mình đóng sẽ như thế này. Cái thùng mua bạc này tải nó được 7 tấn 7 và thùng cũng là 8x2 đó. Đây bạn, đây là thùng mua bạc nha, công ty mình đóng chuẩn bị giao cho anh Nam ở trên Bình Phước. Quay cho các bạn xem luôn ha. Cái dòng phao thùng 8x2 này thì nó có nhiều loại lắm, thùng mua bạc rồi thùng kính container rồi thùng kính inox nữa các bạn. Mình sẽ đi sâu hơn về cái vấn đề mà thông số kỹ thuật ha các bạn ha. Thì chiếc này xài là máy quay chai và vỏ này là vỏ 10DLC. Xe này là dạng lắp ráp CKD đó các bạn. Đây, xe này là lắp ráp CKD, nó không giống như cái dòng đông phen như là Jack A5 nó nhập khẩu nha các bạn. Đây, xung quanh cho các bạn xem cái thùng ha. Đó. Đây cái thùng, thùng kính container như thế này ha. Mở ra cho mình xem. Mở một bên thì sẽ có hai cái tay. Đó. Cũng nhẹ lắm các bạn. Đây thùng một lớp à. Đây. Ở phía bên đó là 1, 2, 3 cái ô là 6 cửa. Các bạn thấy không? Mở ra mình chở hàng pallet. Bên trong thùng thì có đèn luôn các bạn. Đây. Đèn đó. Thùng container rất là dày luôn. Nó cũng giống như cái dòng thằng mà Jack A5 đó. Jack A5 nó cũng có thùng 8x2. Giá nó cũng đắt hơn cái này xíu các bạn. Nè. Mình quay cho các bạn xem một xíu mình sẽ gài lại ha. Đây, bên hông thùng đây ha. Được. Xe mở ra 3 cái ô cửa và 8 cánh như thế này, 6 cánh như thế này. Được. Rất là rộng luôn. Các bạn chở hàng nhẹ rất là ok luôn. Như các bạn khu vực cầu gàm sạch số đây ha. Khu vực cầu gàm nhít đây ha. Số thì nó nằm trên kia rồi.
nhíp 2 tầng, tải được 7 tấn 7, mà cầu ở đây là chắc chắn sẽ là cầu là cầu 10 tấn. Được các bạn thấy không, chassis là vẫn là chassis 2 lớp luôn nha các bạn, 2 lớp tới đây thôi, còn đuôi sao nó chỉ có 1 lớp à. Giữ và chịu tải ở đây nha. Những cái dòng phao này thì mình thấy là cái dòng máy quay chai này chạy rất là ok luôn. Đây, khu vực ở bên đây có một cái bánh xe cua lại bình dầu à. Xe mới về luôn, vừa chạy ngoài Bắc về quay luôn, cho nên xe nó còn hơi dơ xíu các bạn. Mỗi một cái cánh cửa thùng thì nó sẽ có 2 cái tay mở như thế này, nó rất là chắc luôn, có chỗ để mình khóa lại luôn nè. Đây thì mình có rất là nhiều loại xe luôn các bạn, có sự dịch vụ bảo dưỡng 4S luôn các bạn nữa. Chen Long mà mình đang đợi cái dòng Chen Long mà xe 180 về, nên quay cho các bạn xem luôn á. Thấy nhiều anh em mà comment ở trên video của mình các bạn, nội thất thì rất là ok luôn, ghế da luôn các bạn, ghế da rất là đẹp màu kem luôn. Rồi các bạn thấy không, cái ghế da mình thấy chiếc này mình đang cái ghế da này rồi đó. Đây ghế thì bên tài mình sẽ được trang bị là ghế hơi luôn, đây kính chỉnh điện rồi luôn ha, sấy gương. Trần thì bọc simili chống cháy, màu rất là ok luôn, không bị dơ. Đây mình sẽ có được 3 cái ghế ngồi với lại 1 cái giường. Đây các bạn, cái giường rất là rộng luôn, khoảng là gần 1 mét và chiều dài là hơn 1m8 lận, nằm rất là ok. Đây ghế da đây, đây bạn đẹp ha. Đời 2021 này mới được trang bị ghế da thôi, còn mấy đời trước thì không có đâu. Đây các bạn, những cái đầu nghề đi kèm, nhà máy sẽ tặng cho mình một cái con đội lại cái đầu nghề để mình cơ bản mình sử dụng đi đường thôi nha các bạn. Đây bảng đồng hồ trung tâm, mình sẽ thử đề máy lên các bạn nha. Test cái máy lạnh, xe thì quan trọng máy móc rồi máy lạnh với lại option các bạn ha, máy quay chai. Mình sẽ có được 1, 2, 3, 4 cửa gió điều hòa khu vực đằng trước. Vô lăng thì ok nhẹ ha, cầm thì cũng chắc chắn ok ha. Xe là xài cái hộp số là Fast. Đây bạn, cái logo này là của Fast này. Fast là hộp số đi nhanh của Mỹ đó. Giống như cái động cơ Cummins như các bạn, này có 2 tầng lùi 8 tầng tiến nha các bạn ha, 8 số tiến, 2 số lùi, 2 tầng. Đây. Xe thì mình có trang bị radio, máy lạnh đầy đủ ha, kèn hơi luôn ha, cái kèn thì nó nằm ở đây. Ok, kèn nằm đây bạn. Nó khác cái đời kia ha, đây kèn hơi đây ha. Đó. Ở đây, như cái khu vực để cho mình để đồ thôi, này trang bị cơ bản thôi các bạn. Như có những cái hộp để nước luôn ha. Ok luôn, jack A5 nó không có nha. Rất là rộng luôn, cabin đôi 1 giường nằm. Đây kìa, nổ máy nè. Cái đồng hồ báo những cái thông số cơ bản nha. Các bạn có lên trên đây coi xe thì mình sẽ nhờ bên bộ phận kỹ thuật tư vấn kỹ hơn cho các bạn về cái vấn đề mà sử dụng những cái nước xử lý khí thải Euro 5 nè, rồi những cái dụng cụ đồ nghề ở bên đây đó. Các bạn hãy cho mình cái lịch hẹn ở trên Zalo của mình đó, rồi thì các bạn qua đây coi xe và thử xe trực tiếp tại công ty mình luôn. Công ty mình hiện tại đang ở quốc lộ 13 Bình Dương các bạn, Thuận An Bình Dương, ở gần trạm thu phí Lái Thiêu đó. Mình thử về thôi được rồi. Giá xe mình có để ở cái phần đầu video rồi nha bạn. Nền bánh chưa có tới 930 nữa đó bạn. Thùng 8x2, tải là 7 tấn 7 nha các bạn.
Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.